Sự đây bọn bọn tụi học liên này cứ chỉ video tí bấy để xem rạp dừng sắc xa sắp đá tí bì trong miền đây thà sắp đá tí bì miền video bì đấy để thì chờ tới thọt nhà chùn bọn bọn tụi học liên mớ hơi và tôi máu thơ lồng hạt chỉ class activity mua chùm nuôn thứ và tôi mà tiết bàn cái chỉ chạy cái này thì chưa nâng vật dụ bọn thay em tiết tam là dạ cá chụp nia tam zoom ok chân thì ngày nay dư chọc bắt đầu mê riêng tìm bí và để miền chùm nông trường tha grad vacation you know vacation vacation wisma kal đó grand vacation mean it ha wisma kal đó cha and in this unit you will talk about type of vacation prepare nei wisma kal discuss vacation activity vi phía xa ông pí sơ cam ở phía wisma kal là ta dương tên là khác vui ấy khác make a response to suggestions bà dương chlai top dương sử dụng po nâng chlai top nâng sử dụng po and then grammar we talk about go plus gerund ok lesson A start the first point we talk about one question where do you go on vacation chúng ta nghĩ chỉ tu tới nơi bề miền vĩ mạc cá trong học niên tràn tới miền đồng nai cộng sản tới nào đấy yeah so everyone look at number one look at the pictures who are the people where do they think they are where do you think they are yeah what are they doing how do you think they feel bạn chẳng ngờ tim mũi cứ cái ỏi mơ rù phiếp ta mà nụ này cột nên lê đi nâng chân thầm mê nâng chân là ná ta nhẹ cất tha vũ kê cất ở vầy ta vũ cất tha vũ kê nơi ná cất tha vũ con nơi ná ta phụ quật cơ bông thua ấy phụ kê cơ bông thua ấy ta phụ kê miên là rõm đôi mặt đỉnh yep. According to the picture they feel happy yep. In here one lady carrying her suitcase at the airport right okay okay number two this one I want to assign you to do as class activity so when you finish watching video please do it as your homework or as class activity answer from number number 2 3 until number 6 and number 1 is already done for you as example okay you just match the description to the picture yeah chẳng thua cả cụp công lại như mùi nắp bà yeah. Nếu bây giờ chụp zoom cho mùi nâng thị trớ dư nâng chê chê cái này lấy cài nâng ọc nế thị trớ nâng bởi dô bà thèm ok chẳng lại ní bốn bốn thua chìa sự cảm phim trong thân ạ riêng rồi còn nộp tía bà đại sao dư riêng tạm online dư thua nộp tiền phơ ruột môn pê chụp bị chờ tạm xuống xong công chụp hay chụp như chơi và đá dân phơ và đá chẳng dân ở tòa này ok ok now we talk about vocabulary vocabulary
Vacation activities. Vacation activity. Okay, number one. Number this vacation activity from number one. It means that the activity you like the most. Two, number eight. The activity you like least. Talk about your answers with a partner. Chân tim mũi cư miền này thà châu bong lê nơ sơ ca mạc phiếp vi sma ca tiếng ni chắp đi lấy mùi bờ sân chỉ lấy mũi cư miền này thà sơ ca mạc phiếp nước cư dương pinh chật truyền kỳ bồn bồn pinh chật truyền kỳ đi lấy mũi đó lấy bồng bầy hay bờ lấy bồng bầy miền này thà sơ ca mạc phiếp đại bồn bồn ớt sư pinh chật truyền kỳ chân pinh chật truyền kỳ bọn lấy muối pinh chật bật tốt lấy pí bật tốt mà tiết lấy bay là hô đo lấy bồn bầy lấy bồn bầy cứ chỉ lấy trong cào để dương ớt sư pinh chật truyền kỳ bật tốt máu chê chê vì phía xa chê chê chi muối mật rùm thân ạ pinh chật lào ấy. Chứ bị phía xa chẳng lao chứ muốn mất rùm thật nặng. Chứ muốn đại cung. Và ok, chẳng dương cụ thể dù nơi át tần này nơi sẽ cam ở phiếp tổng ổn đi. Ta mới này tham mạch lạ. Và ta bất ổn bổn thật lập sạc xa rồi hỏi biết ổn đi bằng tay ai thật lịch rồi có về khá tiết cư miên phái mùi bì ấy thử. Và chẳng dương mưu tổng ổn đi. Go swimming. Go swimming miền này thá từ hai tật và đại bồn bồn chạy tổng ọc nế và tốt máu ở dưới mưa chùa có bệnh play tennis lên cái la tennis eat at restaurants hiểu từ nhằm được nông hồ chú nìa thán go to museums. Cô thu nhu diễn miền này tha từ sở rạng mần tì. Cô shopping từ tinh ảy vạn. Cô bay riding từ chi con cổng sán. Go to the beach từ lên nơi chân ấy và chân ấy giống mất. Go dancing. Go dancing từ rong cộng sản. Ok, number two. Write the names of this vacation activities under the pictures. TP cứ mình thầm mấy chỗ sổ xe chmu sổ xe chmu nơi sẽ cầm một phiếp vi smạc ca tiếng ni nơi cao một rụp phiếp nơi khẳng cổ rụp hiệp bà chẳng dùng bờ ní khẳng này. Ok đi ta xây chmu chẳng ta xây chmu ta lấy dương chụp sự cao mập viếp vi sma ca mùi dùm nôn tiền hơi được không ní bà dương trời dùl bì nây bảo viê mùi mùi sân ta biết mùi miền này tham mạch prai tham mạch. Và hãy tìm mua ở lời dùng mưa tương ổn nhé. Go hiking. Ok, go hiking. Và mình này chạm hết go hiking thì chỉ lọc bởi dưa lời. Còn này chạm hết vậy. Number one already done for you nè. Go sorry, chú. Go horseback riding, tôi chỉ xe lên. Number two. Number three. Number four. Five. Six. Seven. Eight. And nine.
Ok, chân cô hai khi nó cứ đầm na cầm san đã là phun nung mà chân cô hai khi vì sợ đấu đá lên và hai chị đang rút tìm buồn nó ngay tạm bờ bà bật tua máu go back horse riding nếu mình ưu tiên horse đẹp ấy từ từ chia sẻ go rafting. Go rafting miền này tha từ chích tu để tham miền cho và miền cho chỉ cho treo ở lưới nữa. Go rafting. Rồi go ai climbing từ làng phụ nông từ cọ lên bà giờ mới ta trời mùi ná bà go sightseeing. Go sightseeing miền này tha từ mơ tới sự hiệp và tâm mơ tới sự hiệp. Go skiing. Go skiing cứ tới chỉ ski. Go snorkeling. Mực tức lên cái đây cái mực tức hay cái miền đại đôi con từ vô bồng bông từ vô xong rắp lỗ đồng hào mất go snorkeling. Go windsurfing nụ cái chi nì ôi chỉ làm phe bát đó bạn, tập hết tụ cái đầu miền Bắc xó đó, bà hãy thấy cái thú miền này thua đầm na cũng sàn, thua đầm na cũng sàn, chấm ôn ôn ban vô làm pi, làm xa pi đi mùi mùi ở hơi, chấm vô pi từng ôn ấy, vô mà đã cào một rupee ở ban trầm trầu, bà tim mũi cứ kịt phơi rồi hơi chịu từ họ sẹp. Và chẳng nữa so chạp đi lấy tí đó lấy bằng buồn nó so bằng bấy điện và con phụ ngập tiệm và ok, còn nhiều ok, grammar grammar here we talk about go plus gerund vì chỉ có nó không biết cứ dương như dây ông bì go bố chỉ mùi gerund gerund là vậy tức chỉ gerund cứ kể ra sắp bố ing nữa người chưa ra ok one read the sentences và cho an prayuk thằng cóm circle the verb go in each sentence an hơi cú rung vùng và cú rung vùng kể ra sắp cú nơi khnông prayuk ni mùi ni mùi. Underline the word after go in each sentence. Cú bần tuột bị cao bịa đà nơi bần tuột bị bịa go. Bần này bịa ni mùi ni mùi đà nơi bị cao go nó cứ cú bần tuột. Bịa go dương cú rung vúng. Bịa nơi bị cao go đà dương ao chú ta chờ ra nó kê cú bần tuột bị cao. Then complete the rule. Hãy bật tuột máu cái ao dương bằng pin như rúi bà lỡ ở nít tục ao ấy bồn ngậm pin bà bật tay để cho bây giờ này bây giờ mình tích bà present I usually go sightseeing when I'm on vacation chẳng kể tham ấy nhóm chỉ tu tới tới mưa tới sập hiệp nơi bị đại nhóm miền Vismaka kết phương đồng nào Vismaka đa cầm xa nó cứ kỳ tới mưa tới sập hiệp. But she always goes shopping when she on vacation. Niêng tài tài từ tư nhiều văn. Nếu bế niêng miên vi mạng cả, bạn em miên chọc xâm rã, quật đào xa tư nhiều văn. We don't go rock climbing because it's dangerous. Và dương mình tư là nùng tì là tông thmó là dương mình là thmó tế vì phụ việc cửa thân nạ và đọc bếp pass he went sightseeing last summer để chế pass 10 nữa bà dân gố và chạy bón và tôi bị gố bố
này chưa ra này chúng ta lên sự cam hợp này bạn đi ven ven chia ở tây thật cá rồi bọc cù bạn ok chẳng cách ca đại bồn bồn trôi phố nó cử ti mùi cú rung vùng bịa cổ bà bịa cổ nơi khăn ông à tay tạ của cú đai bà chúng hiện tại bao nhiêu bịa cổ chẳng nơi pra chúng mùi xí vì tao chỉ gốt của dương cú đai bà của dương cú đai bố sạp chích ai vi yêu đấy là go thì sẽ ít mình go bà hãy đọc bên à tay ta cao rồi go mình tự chỉ ven chứ có dương tôi cứu đại ok chắc là nít xong bốn bốn cú rung vúng bị go nâng cú bọn toát bị crom chưa răn đầy sắt nơi bị crom bật toát cú bật toát máu phơ ca bông bênh cái này đi bà bênh cái này đi we use hay chẳng từng và chẳng lắn and in this sentences và ok ok continue ok càng nghe mùi tiết number 2 complete the sentences with the correct tense and form of go plus gerund. Và chẳng cái ao dương bằng pính và giúp ở bàn trong trâu tam cá đòi pra tùm rúng go bộ nâng gerund go bộ nâng verb ing yeah, ưu tiêu hồ 1. Eric went snorkeling in Bermuda last year. Chẳng ta bất tức tiện cái pra pa chấm bón go snorkeling bạn là tôi mua tực để bà có phê cái lá mua tực lên miên buông từ vô đoạn tầng hai ông bà và tay đời xa miên la xí với chị tay tạ ca chẳng cứu vì tôi chỉ về bà so Eric went snorkeling in Bermuda last year sorry ở đấy ví bà tomorrow bây giờ chứ mơ manh nhỏ bà nè tôi rung nè nì 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 chứ em gửi ý hai kinh chẳng dương con là pra I am book go in verb ing mất tôi rung bài này cứ xin lập sự chờ hỏi cái đấy bà nè nì we are going snorkeling cái đấy bà but ở thế dương bà đi xem mà isn't going horseback riding chẳng màu to be the subject I am going hiking tụm rung bài này cứ dùng plus sắp future chứ cái lại này bà cô tự xây bài năng đài mà bà tomorrow đi sắp future à mưa tao rụp hiếm mà bà number 3 we every summer nè rụp hiếm ấy đi đọc bà chùm rung này chứ dưỡng đăng ấy bà đây cái ok next vacation next his next vacation xong là lớp chưa chờ đây nè every year này mà nè chỉ đi rồi cho nắng every winter in New York last weekend anh ấy last weekend mà nè already cảm thấy ở tay tá và dương open khu tại Việt Nam đời giờ chưa thực đại cái này đang phóng chụp bút bài chụp bón ở tay tá nâng là cột anh cốt cứ cái chọn prapi tha tomorrow cái gì đấy bà every summer ấy nưng cứ present simple rồi chỉ riêng rồi chỉ tập luộc bà every winter này có đôi kia chỉ riêng rồi rồi đôi đầu nghĩa đôi kia bữa tay nó bây giờ kể prapi last year ấy nưng cứ miền tây tha còn lòng phật thầy chắc prap cứu đô từ ven chẳng hạn bà là về nơi chịu mưa biển, night vacation trong Vismaka bắt tốt mình nơi tha ở toàn một đòn lời thế trong mình nơi tha nà cột, ok number 6
in New York last weekend. Là rồi thôi bà, trong sắp đá tập bốn, trong cơ hội này cứ bà này thay cả lọ phát hỏi. Trong vị trí ở tây tập cả. Ok, năm bà sĩ. Work with a partner. Ask and answer the questions. Use the correct verb tense. Cái này cứ đâm ra ai phôn phôn thua ca bị phía xa kia chứ mùi năng đại cú. Đại pra tùm rung kỳ sạp ni. Tùm trang bạp ni bà. 1. What activities do you like to do when you go on vacation? Anh nâng cứ chia chậm lại tùa luôn. Ta sẽ cảm ơn kêu ở với đại nẹ cho chật phương nơi bê đại nẹ xâm ra. Đa gồm sàn. Nơi vi sạm cả. The page number 2. What activities do you not do not like yes to do when you go on vacation? Chúng ta sẽ cam một phép vậy khác đây nè mình cho chặt phử nơi phía Visma cao anh đang chia cầm nứt tổ luôn rồi bỏ phone phone mình nè number 3. What activities did you do on your last vacation? Chúng ta sẽ cam một phép vậy khác đây nè phơ nữ Visma cao trong còi rồi bỏ nè. Okay, so ladies and gentlemen, សម្រាប់មេរៀន ទី 2 នេះគឺចប់ហើយ បាទ សូម អរគុណ បងប្អូន សម្រាប់ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ មើល វីដេអូ ហើយ បន្ទាប់ មក បងប្អូន សូម ធ្វើ កិច្ច ការ ដែល teacher បាន ដាក់ ឲ្យ បង បាទ សូម ធ្វើ ឲ្យ ហើយ ធ្វើ ឲ្យ ហើយ ហើយ បន្ទាប់ មក ចាំ យើង ជួប គ្នា តាម Zoom យើង ពិភាក្សា គ្នា បន្ថែម ទៀត teacher nâng cài chun bọn bọn tổng ọc này hay nâng bởi dụ bởi thay tiền và chân teacher sẽ không tha bọn bọn tổng ọc này nâng dược chất tốc đại riêng sốt đòi chết pêl tụi bây là vô giang nào cái đó xong chết pêl mơ video và video đại teacher thọt ní vô video cứ teacher bình dục âm pi mê riên nhiều mũi hơi trong lúc có bàn đại cảnh ca ơi bồn bồn phơ phòng đài ơi ca đại đại ơi phơ đi cứ miên bị giỏi này còn là bồn phơ cứ nâng trẻ sầm khăn bàn mớ bàn án bàn kết bàn phơ đại khuôn ảnh bà tu bay tha vừa tới một bàn trâu mà rồi vừa rồi có đói cô dưỡng bàn khom đài chứ không ca đài khom kích khom thua khom sao chứ nó cứ thua ơi bộ bốn ri chùm ràng bởi trăm tay tôi chờ cái ai là hốt ạp bàn kích ạp bàn thua thế cứ dư thôi ạp sơ vô là quá nhỉ và chẳng tôi chờ dừng cơm tha bộ bốn nâng mơ video tổng ọc ní hơi thua nơi cây cà đại từ chợ bán đại ao bán hai cục cục nỉ và tổ máu dương chụp tam zoom cứ dương hai tại một đầu hỏi dương cài vô tại một đầu và chân từ chợ xong ở con trán chân video mới cứ xong bị chọc trầm nặng và chân ở con